Rồi, xin chào anh em nhé. Về được một con cơ đĩa Brushless của hãng Makita. Đĩa nó đĩa nhỏ nha anh em, 125, dành cho những em nào mà cắt gỗ mỏng dạng DDF công nghiệp với lại cắt cắt gạch thì anh em có thể sử dụng máy này. Động cơ không chứa than Brushless hàng Nhật bãi nha anh em. Nói chung là hàng Nhật còn đẹp luôn á. Make in Japan này. Thì máy này là đĩa của nó là đĩa chỉ có 125 thôi nha anh em, rất là nhỏ luôn. Đây, thông số kỹ thuật đĩa đây. Đĩa 125mm này. Động cơ không chuyển than 18V, vòng tua là 5.000 vòng. Đó, hàng Nhật bãi. Thì con này hoạt động còn ngon lành. Anh em nếu có nhu cầu mua thì có thể liên hệ một con duy nhất thôi. Thì những anh em nào mà cắt gỗ mỏng với lại cắt men thì anh em có thể thì anh em có thể sử dụng nhé. Rồi, đây có một cái sạc lên 220 bãi này. Và kèm theo một cục pin 45V. 1840BL pin cũ, 1840BL. Đó. Thì pin sạc này để cho anh em 1,5 triệu nhá. Một pin 4A, một sạc 1,5 triệu. Sạc nhanh luôn, RC220. Đó, 1,5 triệu. Còn body này anh em nào lấy để cho anh em là 2 triệu này. Động cơ không chứa than, body 2 triệu, còn bộ pin 4A sạc là 1,5 triệu hàng cũ. Đó, thì anh em nào quan tâm thì có thể liên hệ pin 4A kèm sạc. Đó, pin 4A cũ, nói chung là cái này là em mới chỉ lấy xài sạc điện thoại thôi. Đó, pin từ Mỹ về mới lấy xài sạc điện thoại thì nó bị bong mất cái phần bao pin, cái miếng dán bao pin này. Thì nó bị bong thôi, chứ còn pin là còn mới sử dụng được cỡ 2% thôi. Đó, nói chung pin 98% á. Còn sạc này thì sạc cũ bãi, cho nên là để cho anh em 1,5 triệu. Đó. Kèm theo cái này là 2 triệu nếu anh em có nhu cầu. Đó. Body Brushless cơ đĩa Makita. Anh em nào quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại 0931172897. Rồi, ok, cảm ơn anh em xem video.